là đường chuyền vào của Văn Hậu, không được. Số 7 đã ra chân thả bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Tùng cũng chính là người đã có đường chuyền dành cho đoàn Văn Hậu. Đây là một pha dứt điểm không dễ. Asamia rất khó chịu. Yasin Dali đã không thể chạm được chân vào bóng. Nhưng rõ ràng đây là một tình huống tấn công ở đẳng cấp. Anmawas. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của Văn Lâm. Quang Hải bây giờ đang được đứng khá nhiều trong vòng cấm địa. Đánh đầu! Về những vị trí mà họ vốn đã rất quen thuộc thì cơ hội ngay lập tức xuất hiện. Đây là Công Phượng. Đánh đầu! Gọi vào! Không, như vậy là bóng đã đi ra ngoài trong một nhịp mà chúng ta tưởng như rằng quả bóng đã lăn vào gôn. Đã có được bàn thắng. Rằng là đội tuyển Việt Nam đang chơi hay. Cú đá bất ngờ của Tuấn Anh. Cần sẽ là những đường chuyền xẻ bóng xuống hai biên. Và trong những tình huống cụ thể, khoảng trống phía trước vòng cấm địa sẽ là hạ vào rất nhanh, dứt điểm. Đi xuống là 1-0 dành cho rất khó. Nhưng đáng chú ý là Tuấn Hải đã được nhận bóng trong một nhịp mà hệ thống của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tạo ra một chiếc bẫy pressing để giành. Rất hài hòa. Đó là Tuấn Hải, rất bình tĩnh. Quang Hải, dứt điểm. Không được. Cú ra chân có thể coi là sở trường của Quang Hải. Đùa. Đánh đầu. Trong một khoảnh khắc nào đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được chất lượng của cao thủ Siri. Và họ vẫn có khả năng để đem đến những sự đe dọa. Pha xử lý tốt. Quang Hải, dứt điểm. Quả đá lần này của Quang Hải đưa bóng đi hơi cao. Những pha xử lý quen thuộc của Khuất Văn Khang. Đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Sau đó là cú đá của Văn Toàn nhưng chưa có penalty. Trong một nhịp mà đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chu Xie tăng tốc,